và chào mừng các bạn đã đến với Quán Ăn Hạnh Phúc. Quán Ăn Hạnh Phúc sẽ được phát sóng vào 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Như mọi người đã biết thì bình thường nhà hàng sẽ có một anh chủ quán, nhưng mà sớm giờ đến đây thì không thấy anh chủ quán đâu cả. Hai, anh ơi. Hai, anh ơi. Anh đây nè. Ủa em, hai người tự xích qua, xích qua. Sao anh đi tướng kỳ vậy? Em thấy anh quyến rũ không? Không, ghê, không? Ghê, sợ, sợ. Em biết anh đi gì không? Sợ, không. Anh đang tập đi cát búa. Cát búa? Cát búa. Tại sao? Bình thường đi, bình thường cũng được mà. Mà em thấy đẹp không? Không, em thấy sợ. Em thấy sợ. Sao vậy? Ghê lắm. Ủa như vậy chưa giống siêu mẫu hả? Không, sao mà giống được, sao mà bằng mấy người siêu mẫu khác. Không em, cái này là anh tìm hiểu kỹ rồi. Đi đi catwalk là mình phải đi nhẹ nhàng như một con mèo đang đi trên một cái lầu cao, hiểu không? Mà anh thấy người mẫu người ta đi đẹp quá. Nhưng mà người mẫu người ta đi có hai chân thôi. Ờ đúng rồi, người mẫu người ta đi hai chân. Sao mình đi kỳ vậy? Hai chân nhưng mà tại vì mình mới học mà, mình phải đi bằng bốn chân cái đã. Mình đi bốn chân mình thấy giỏi rồi, mình mới đi bằng hai chân, hiểu không? Vậy biết cái điều quan trọng tại sao anh lại tập đi catwalk không? Anh muốn làm siêu mẫu hả? Không, anh là làm không được rồi. Chứ anh muốn làm. Nhưng mà những người bạn của anh đều là những người siêu mẫu rất là đẹp trai. Và hôm nay anh mời họ tới quán này. Thôi xí, đi về. Sao vậy? Cũng được. Tại sao? Tại vì không có lòng lộn lắm á. Mà trời, siêu mẫu là cao. Em phải ngước lên dòm. Anh hiểu không? Xong rồi em phải về em chuẩn bị. Thôi bây giờ cho em về đi. Em thay cái áo dài cao á. Em bình tĩnh lại nè. Như vậy là lòng lộn lắm rồi. Lòng lộn lắm rồi hả? Đúng rồi. Không ai làm trợ lý cho một quán ăn mà bận đồ như em hết trơn á. Như vậy là mình lố lắm rồi, em bình tĩnh lại. Với lại nói nghe là họ làm về thời trang nhưng mà thực sự là họ là một người rất là giản dị. Giản dị? Ồ, về không lo. Nhưng mà họ rất là đẹp trai nha. Không, cái đó thì em biết. Vâng, xin mời hai vị khách của chúng ta ngày hôm nay. Ủa, chị chỗ nào? Ủa, mọi người không thấy quán em mà mọi người xứng vô rồi. À không, tại vì mình đang bận đi kết quốc này dòng đúng không? Ờ, nhưng mà lúc đầu anh gọi điện thoại anh tới đây là anh nói em là anh với lại Kiệt tới đây là mặc đồ giản dị lắm mà. Ủa em ơi, cái này là giản dị đó em. Thật ra thì đây là một trong những bộ đồ mà rất là đơn giản, dễ dành mà Kiệt đi ăn ốc nè, đi ăn những cái món ăn như lề đường, bánh tráng trộn đồ. Còn nếu mà Kiệt đi ăn trong nhà hàng thì Kiệt sẽ mặc những trang phục giống như là đính hộp, đính kim sa, lông đồ các kiểu là Kiệt sẽ phủ lên. Cái sự đơn giản Kiệt nó chỉ thể hiện ở điều đó thôi. Anh thấy đúng không anh ạ? Đúng rồi, dạ vâng. Còn cái bộ này là thật ra giống như kiểu mà anh đang ở trong nhà, anh xong bước từ trong phòng tắm anh bước ra thôi chứ không có gì hết đó. Kiểu như là sương sương vậy thôi đúng không? Bước ra là đã sẵn vậy rồi. Nhưng mà thật sự là quán em thì không những có hai tụi em mà còn hàng trăm, hàng triệu vị hàng xóm đang xem. Mọi người có thể gửi lời chào đến mọi người được không ạ? Em rất là nể anh Long, tại kiểu như là anh Long nhìn rất là phong độ, mặc dù là ví dụ mình ở đây là Gen Z đúng không? Mình là Gen Z, mình là 20. Em khúc này cũng được rèn, khúc này. Tức là em tính nói là anh 50 mấy tuổi rồi nhưng mà vẫn còn rất là đẹp. Em nói xong làm cho anh cứng lưỡi luôn, anh không biết nói gì nữa. Anh đến đây để anh ăn chứ không phải là đến đây để em công bố tuổi của anh. Không, anh đẹp. Anh đẹp. Anh rất là đẹp. Anh rất là phong độ. Em muốn là sau này mà em không, em không nói nữa. Ok. Thôi bắt đầu mình ăn thôi. Ok. Nhưng mà chưa, đến với quán ăn hạnh phúc thì không phải muốn vào ăn là được. Và ở đây thì trước khi mà được thưởng thức cái món ăn thì hai thực khách sẽ phải trải qua những cái thử thách của chủ quán và trợ lý. Vâng ạ, dạ quán em là được một cái là thực khách tới đây ăn không phải trả tiền, nhưng họ phải trải qua một thử thách để mà thể hiện là họ xứng đáng là người có thể ăn được cái bữa tiệc quan trọng này. Dạ, mọi người có chấp nhận không ạ? Dĩ nhiên là đến đây thì dĩ nhiên là được mời ăn rồi, nhưng mà anh cũng không có nghĩ là mình phải vất vả như vậy. Nhưng mà thôi, miếng ăn là đừng. Miếng ăn là miếng khổ nên thành ra là miếng ngon. Anh hy vọng là với những cái sự mà khó khăn mà trải qua trong chương trình thì anh sẽ được em tiếp đãi một cách rất là hoành tráng. Ok, anh yên tâm. Vâng, bây giờ thử thách thì cũng đơn giản thôi. Và thử thách đơn giản như thế nào thì xin mời quý vị các bạn đến với phần tiếp theo của Quán Ăn Hạnh Phúc. Thật ra thử thách của đợt này của quán chúng tôi rất là đơn giản thôi. Đó là chúng ta sẽ đi catwalk. Catwalk bình thường mọi người đi là mọi người mình chỉ đi không đúng không? Catwalk lần này chúng ta sẽ ôm một thúng trái cây đi theo, nhưng mà mình sẽ che mắt lại. Ok. Và hai người sẽ cùng đi từ góc đây
lên đây và chúng ta thấy trên sân khấu đang có một cái vạch đỏ. Nếu như một trong hai người ai đi gần cái vạch đỏ nhất sẽ là người chiến thắng. Rất là đơn giản không ạ? Rất đơn giản. Ok, vậy trò chơi chúng ta xin phép bắt đầu. Ok, mọi người đã thấy gì không ạ? Không. Rồi. Rồi. Đưa tay ra. Đưa tay đằng trước, đưa tay trước sẽ thấy nè. Ok. Ôm sao cho đẹp ta. Fashion đúng không? Đúng rồi. Nó nặng á. Nó nặng á. 1 2 3 music. Cái đó là cửa đi ra ngoài à. Chốt chưa? Chốt chưa? Chốt. Không được lùi nha. Không được lùi nha. Chốt chưa? Chốt. Chốt. Chốt chưa ạ? Rồi, xin mời mọi người để rổ trái cây xuống dưới chân mình. Rồi, cùng nhau mở mắt ra để xem vị trí của nhau nè. Wow. Mời về vị trí, mời về vị trí. Về luật chơi á, thì cái vạch mức này là giới hạn rồi. Chúng ta vượt qua vạch mức thì chúng ta sẽ thua. Nhưng mà nếu như mà tính cái việc mà từ qua vạch mức đi thì anh Long vẫn sẽ gần hơn. Đúng là gần càng già càng cay. Ghê chưa, ghê chưa. Và thì cái luật chơi của quán này cũng rất là đơn giản. Người nào thắng sẽ được ở lại mời đại tiệc. Okay. Còn những người mà không thắng thì xin rất là buồn chia sẻ với bạn là... Ủa là ra khỏi quán luôn. Đi về. Dạ, vâng à. Đi về thay một khách. Ủa luôn hả? Dạ vâng à. Bị thiệt luôn hả? Dạ vâng dạ, à. Dạ vâng à. Ví dụ có thể nào cho Kiệt lau dọn xong Kiệt ăn ké miếng được không? Ví dụ dạ, như cái là... này là mình phải thương lượng với lại xong hoặc là em hãy đút cho anh ăn cũng được. Thôi vậy thì thôi, bây giờ nói vậy thì anh cũng là người lớn ở đây. Thôi để cho Kiệt đứng ngoài cửa đi em. Khi nào anh thích thì anh gọi vô. Sao? Em hiểu không? Sao vậy anh? Sao vậy? Kiệt đâu ở đây này? Đâu chứ? Kiệt đâu ở đây này? Mình có một cái bàn riêng cho Kiệt, mình có thể cho Kiệt một gói mì. Thì đó anh đang kiếm chỗ đó. Dạ vâng. Dạ. Được, ok. Ok dạ. Vâng, và sau đây sẽ là phần tiếp theo cũng như là phần đặc biệt nhất của quán ăn hạnh phúc. Và sau đây là một cái phần mà ai cũng biết, đó là cái phần đại tiệc của chúng tôi. Và ngày hôm nay thì các bạn đã thấy thì trên bàn chúng ta có ốc nè, có bào ngư, có hàu. Hàu. Kiệt đâu rồi ta? Kiệt ơi. Kiệt ơi. Kiệt ơi. Kiệt ơi Kiệt. Kiệt ơi Kiệt. Kiệt đây nè. Ủa sao mà Kiệt con ngồi bằng trước sau, Kiệt không vô đây ngồi đi. Em ơi, em không nhớ gì hả? Nhưng mà cái việc mà trừng phạt như vậy thì thật sự cũng hơi ác. Thôi mình cứ ăn đi ha. Thôi mình cứ ăn đi ha. Giờ mình ăn hàu đi. Mình ăn hàu nha Kiệt nha. Ủa anh Long, thiệt luôn hả? Trời ơi, đây còn anh bắt em ngồi vậy luôn á hả? Sao thấy tội nghiệp quá anh. Thôi thôi, qua đây, qua đây. Giỡn. Anh ăn nỉ em đi mới qua. Anh ăn nỉ Kiệt đó. Giỡn thôi mà. Trời ơi, thiệt á. Mặc đồ vest tới đây, mặc bạn tôi. Thôi bây giờ như thế này nè anh Long. Thật sự á, anh là người thắng cuộc. Cho nên anh phải có một cái quyền gì đó. Dù món hàu thì mình ăn thì tụi mình cứ ăn, Kiệt thì cũng được ăn thôi. Nhưng mà ăn món nào trong cái dĩa này là quyền của anh nha. Được, thì bây giờ bọn mình sẽ ăn hàu. Thôi bây giờ mình chia hàu trước đây đi nè. Bọn mình chia hàu trước đi. Đây, em mời anh. Bọn mình ăn hàu. Đây, em mời em luôn. Mời em đi. Rồi xong rồi. Để anh gửi cái này qua cho bên Lu. Dạ, em cảm ơn. Lu ơi, Lu. Rồi, gửi Lu à. Vậy chắc cái kia là của em rồi. Chắc chắn là của em rồi. Còn em đây cảm ơn là nước anh. Đá với chanh là của em. Kiệt nó hơi thôi. Ôi, cảm ơn anh. Mình đến quán ăn. Trời ơi, người lớn. Cướp mắt vậy đó. Ủa đó, trước mắt mình thọt tay vô kiến mình chùi được rồi. Mình thọt vô mình chùi được nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái bữa rồi. Đại tiệc ngày hôm nay. Ăn hàu. Bình thường thì đối với món hàu sống này thì Long sẽ bắt chanh để cho nó tái trước. Nó vệ sinh chứ. Đúng rồi. Và nếu mà ăn món hàu này thì Long nghĩ rằng là với những người mà lạnh bụng, Long là một người rất là dễ bị nhạy cảm với các thể loại hải sản. Nhưng mà vẫn rất là ham ăn đồ sống nên là Long sẽ sử dụng với lại wasabi để làm cho nó cân bằng lại cái vị, giống như là một cái gì đó nóng ấm với lại một cái gì đó nó lạnh lạnh.
Dạ. Đúng không? Lu thì lại không ăn được wasabi bởi vì Lu không có thích cái vị quá nồng, cho nên là cũng sẽ là để lên miệng và đưa vào miệng. Chỉ là tái chanh thôi. Đúng rồi, tái chanh thôi. Ờ, thôi mỗi người ăn theo mỗi cách đi, có đúng gì rồi. Mà cho cái sự review nó riêng. Con hàu rất là mập luôn á. Trời ơi. Mập ú. Đây, nếu mà anh ăn là anh sẽ phát chanh vô đúng không? Đúng mà rồi. Anh nghĩ thật ra là cái cách của anh là hình như là cách mà thông dụng nhất với lại tất cả mọi người ăn đúng không luôn? Dạ đúng rồi. Wow. Thật sự bình thường thì em sẽ vắt chanh xong rồi em sẽ bỏ một ít mù tạt rồi ít nước tương, nhưng mà hôm nay em sẽ thử ăn cái kiểu của Lu nói. Thử như thế nào để em cảm nhận cái vị tươi của nó. Wow. Và ăn Long rất là đam mê cái vị wasabi, tại vì khi mà ăn mà nó nằm lên trên mũi thì cảm giác nó rất là khá thú vị. Đây, một con hàu rất là béo. Béo à? Tại vì ở đây có trứng cá chuồng, nó cũng có cái vị mặn mặn sẵn rồi, cho nên khi mình ăn hàu thì mình sẽ không bị quá lạc, mà mình lại cảm nhận cái vị mặn nhẹ nhẹ mà nó tinh tế lắm. Cảm nhận của Long có nghĩa là khi mà Long ăn con hàu này á thì nó rất là tươi. Cái món này mà để đánh giá độ ngon của nó thì phải dựa trên độ tươi của nó. Kế tiếp là mình sẽ ăn bào ngư trứng muối. Bình thường Lu ăn bào ngư á thì đa phần là sẽ có sốt dầu hào ăn với cải thì khi mà ăn bào ngư sốt trứng muối thì với Lu đây cũng là lần đầu tiên Lu thử. Mời mọi người. Ngon quá Lu ơi. Cay không? Cay hậu vị. Béo. Đầu tiên á là khi ăn vô nó tạo cho chị một cảm giác rất là hoàng gia. Cái bào ngư hồi xưa là cho vua chúa ăn mà cung đình. Thì ăn vô đầu tiên mình thấy cái testosterone mình nó sang liền. Testosterone mình nó sang liền luôn. Nhưng mà nói một cách nghiêm túc thì thật sự là cái món này chị rất thích nha. Đặc biệt là có cái trứng muối vô rất là thơm. Trứng muối nó sẽ làm cho cái hương vị của cái bào ngư nó đậm đà hơn. Và tiếp theo nữa thì có chút cay nữa mà Long rất là thích ăn cay, nên thành ra là món này khi mà vào miệng nó giống như là kiểu thôi. Nó có một bữa tiệc nhảy nhót trong miệng đó. Mình nói gì cho nó sang, ok. Anh nhảy trong miệng người... sốt. Và nó sẽ có một cái loại nước sốt tên là nước sốt xào mì. Thì cái này cũng rất là đặc biệt. Em chưa bao giờ cảm thấy một cái số mà khách mời ăn mà diễn tả món ăn nó sang như mọi người. Em rất là tò mò là món ăn tiếp theo mọi người sẽ ứng dụng nó như thế nào. Và đến cái món thứ ba là món đang ở trước mặt Long. Ui rồi, một món rất là hấp dẫn, vàng rực. Cái đầu tiên đó mọi người, khi mà lấy con ốc hương ra mình cảm thấy cái thịt ốc rất là chắc luôn á, kéo một cái là ra hết. Đây, cái này phải chấm luôn đúng không? Và thử lấy luôn cái vị của nó. Trời ơi, cái nội tiết tố mạnh mẽ quá. Đúng rồi, mình ăn là mình ăn phải hào sảng, ăn mình phải nút. Nhưng mà kìa thì mọi người có vậy không? Có. Đúng rồi, cái này lấy ốc mà mình phải nút nó nữa. Cái món ốc hương xào bơ thì sẽ có một cái vị rất là đặc biệt, là mọi người ngửi thì sẽ có mùi trứng muối nè, nếm hậu vị thì sẽ có bơ rồi đường rất là thơm. Và mọi người có cảm nhận được có vị gì trong đó nữa không? Vị ốc. Sẽ có một cái vị gọi là nước mắm. Nước mắm này là nước mắm gia truyền độc quyền, và trong cái nước mắm này thì rất là cân bằng, là sẽ có vị mặn, vị ngọt và vị cay. Rất là tò mò cái món ăn tiếp theo thì sẽ có cảm giác như thế nào hả Lu? Rồi, bây giờ sẽ là đến ốc bulot. Đây, nó rất là thơm mùi tiêu nha. Nhưng mà con ốc này là nó bulot này là nước nào? Pháp. Ở France. Wow. Cái vị sốt tiêu ngon á. Mình có thể ăn trước cái vỏ ốc á. Thơm ha. Rất thơm. Trời ơi, cái ốc dài. Ốc nó bự ghê luôn á. Chất lượng quá. To đùng luôn á. Mỹ vị. Đã quá. Món này hoàn hảo luôn á. Mê đúng không? Riêng với con ốc này á thì nó làm cho Kiệt một cái cảm giác, thứ nhất là rất là bự. Đúng. Ăn nó rất là đã. Kiệt rất thích cái cây mà cây hậu tiêu, nó không có cảm giác cây hổn. Nên nhiều người ta không biết ăn cây á, là người ta không biết ăn cây hậu ớt. Chứ hầu như là mọi người đều biết ăn cây hậu tiêu, thì cái tiêu nhẹ hậu nhàng. Tiêu nó cay, nó rất là nhẹ nhàng, nó cứ là ra đây. Xuất sắc luôn.
cái sốt này á mình có thể ăn như kho quẹt nha. Mình chấm rau mình ăn. Hạnh phúc quá, ngon quá. Mình còn món nào nữa không ta? Con à. Ồ. Đây, ốc nhảy cày. Này mọi người nhớ chấm với lại cái nước mắm gừng nha. Mắm gừng anh ơi, mắm này là cái mắm gọi là đặc trưng của quán. Tại riêng con ốc này là sẽ ăn đặc biệt là cái sốt mắm gừng này. Đúng. Nãy giờ hầu như là tất cả các món mà mình ăn á là mình đều không có sử dụng nước chấm đâu, trừ món hào đúng không? Nhưng mà bởi vì món này là cái món ốc nhảy cày là đặc trưng của miền Trung, cho nên là chúng ta sẽ có những cái loại nước chấm đặc trưng. Em và anh sẽ chấm chung với nhau đây. Nước mắm gừng. Gừng ăn cho ấm bụng anh. Gừng với xả hả ta? Gừng xả. Nước mắm thơm quá. Và hôm nay mọi người tới đây với em thì như từ đầu em đã nói là em mời mọi người ăn tại cái quán này và mọi người không cần phải trả tiền. Nhưng mà em sẽ lấy của mọi người một thứ, đó là em xin hai người cho em xin chụp lại một tấm hình để em lưu lại ở quán mình. Mời tất cả những thực khách chúng tôi qua đây để chúng ta cùng nhau chụp tấm hình nha. Rộng rộng anh nè, mình thấy cái hình mình trong cái này nè. Thấy rồi, nhấn đi anh Lộc, nhấn. Trong khi chúng ta đợi cái hình nhỏ lên màu á, chúng ta sẽ đến một cái bảng truyền thống của chúng tôi. Ok, bây giờ em sẽ dán tấm hình này lên đây. Đó, ngoài việc dán lên đây á, em chỉ xin một người một cái nhỏ đó thôi. Đó là em xin chữ ký của mọi người để lưu làm kỷ niệm. Ok. Ký tên trước nha. Chữ hơi bự đánh tấm chân ghi hả? Vậy thôi. Biết vậy thôi. Tới em. Nội dung đơn giản đúng không? Đến lò vé. Lò vé. Lò vé là lép. Long. Dạ. Cảm xúc của anh hôm nay như thế nào khi đến với chương trình nè? Việc mà Long muốn cảm ơn nhất đó là Long đến đây và được thưởng thức những cái món ăn rất là ngon, và bên cạnh đó là được chia sẻ những câu chuyện nữa. Và hy vọng là quán sẽ mời mình sớm lần tiếp theo. Không ăn nữa cơ. Dạ, chắc chắn. Còn Kiệt thấy sao? Nói chung là rất là vui. Ngoài cái việc ăn ra thì Kiệt biết được thêm rất nhiều thông tin, rất nhiều kiến thức mà lúc trước Kiệt không biết. Và thật sự nói thật nha, là cảm giác giống như là anh em gia đình mà ngồi nói chuyện với nhau vậy đó. Ăn uống là phải ăn cái này ngon này, ăn cái này ngon này. Ừ, cái này nó phải thêm cái này, thêm cái kia. Hoặc là cái này là phải ăn như thế này, ăn kia. Tại vì mỗi người sẽ có một cách ăn khác nhau, sẽ có một cái sự trải nghiệm khác nhau ở mỗi món thức ăn. Hy vọng là quán Hạnh Phúc sẽ mời Kiệt thêm nhiều lần nữa. Mong là chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau nữa. Và sau cái bữa ăn này mọi người sẽ có cơ hội gặp thêm nhiều người thú vị và có nhiều cái bữa ăn nó hạnh phúc. Rất cảm ơn hai vị thực khách của chúng tôi đã đến với chương trình. Và cũng rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tuần sau vào lúc 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Và xin cảm ơn quán ăn Ốc Lắc Cô Mai đã tài trợ cho bữa ăn ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp.